Xin hân hoan và chào đón nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi chiều ngày 10 tháng 9. Thì đến với buổi chiều ngày 10 tháng 9 hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về được một số sản phẩm để giới thiệu và giao lưu cùng các nhà mình. Trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại sản phẩm sẽ có trong video ngày hôm nay. Hôm nay là có một siêu phẩm lưu đồng Trúc Quá Long nha cả nhà mình ha. Ở bên cạnh đó là cũng có một số loại đồ đồng, đồ gốm siêu tầm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hàng ngày hôm nay. Rồi xem được video nhớ giúp em cho xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng nội dung của ngày hôm nay. Đầu tiên là mã số 1. Và xin phép được giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Hôm nay là em có siêu tầm được một siêu phẩm nha, lưu đồng Trúc Quá Long. Đây là một trong những tác phẩm rất là đáng để siêu tầm ngày hôm nay. Thứ nhất là chiều cao của cái bộ lưu đồng Trúc Quá Long này có khoảng 70 cm, rất là to lớn nha cả nhà mình nha. Và cặp chân nến là 60 cm và tổng trọng lượng của bộ này là 25 cân nha. Chất liệu bằng đồng xưa rất là đáng để siêu tầm, cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một bộ lưu đồng Trúc Quá Long, từng hàng đây là hàng thủ công nha, từng những chi tiết nhỏ ha. Trên đây là những nhành trúc đây, và hai cái tay rời nè, rất là đáng để siêu tầm ha. Bộ này là một bộ xem là một trong những bộ bự nhất nha, nó cao tới 70 cm và nặng 25 cân nha. Ở trong rất là sạch, chất liệu bằng đồng xưa ha. Và hai bên là hai cái tay rời. Ở đây là những quả tiết nhỏ nè, những chú chim nha. Ở đây nè, chim và mai. Bộ đỉnh rất là to lớn, rất là đáng để sưu tầm ha. Nguyên một bên cạnh đó là nó hai cái chân đèn là từ những nhành trúc ha. Từ những nhành trúc này nó quá thành con rồng ở dưới. Đây là hàng thủ công nha các em nha. Rất là sắc nét, rất là chi tiết nha, lâu lắm mới sưu tầm được một bộ. Siêu phẩm này ha. Rồi bộ này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 20 triệu đồng nha. 20 triệu đồng cho một bộ siêu phẩm lưu đồng Trúc Quá Long. Đây là một những bộ lưu rất đáng đi sưu tầm ha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 20 triệu đồng nha. Đây là mã số 1 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 2 hôm nay thì em cũng có về được ba cái tượng đá xưa nha cả nhà mình ha. Ba tượng chất liệu bằng đá xưa để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình. Ba tượng này, thứ nhất là tượng của Phật Di Lặc, rất là đẹp. Đây là ảnh tượng Phật Di Lặc, có đường kính là cỡ khoảng là 23, chiều cao 23, đường kính ngang là 5 cm, chất liệu bằng đá xưa nha cả nhà mình nha. Ảnh Phật Di Lặc ha, đá nguyên khối, chất liệu bằng đá xưa rất là đáng để sưu tầm nha. Lâu mới về được một tượng này. Thì tối cả nhà mình có thể gọi đèn không đèn, rất là đẹp ha. Hình ảnh trên này rất là đáng để sưu tầm. Và có ba tượng đá. Tượng thứ hai là tượng Mẹ Quan Âm, cũng chất liệu bằng đá xưa luôn, rất là đẹp. Tượng Mẹ Quan Âm thì có chiều cao là cỡ khoảng là 27, bề ngang là 7 cm. Đá này mình thông đèn rất là đẹp nha. Và tượng thứ tư là tượng của Khổng Minh Gia Cát Lượng, cũng bằng đá xưa luôn nha, chất liệu bằng đá, về thông đèn rất là đẹp. Và có đường kính là có khoảng là 23, chiều sâu là 5,5. Và mỗi một tượng như thế này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha. Có ba tượng đá xưa rất là đẹp ha. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay là em còn được một cái cây tẩu nha cả nhà nha. Còn được một cái cây cây tẩu bằng đồng. Trên đây có chạm hình rồng luôn, long phụng, con rồng, con phụng. Cái này mình cũng có thể là kéo dài ra được luôn ha. Đó. Dài ra mình gắn lưới thuốc vô đây hút nha. Bằng đồng nguyên khối nha cả nhà mình nha. Rồi cái tẩu đồng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 500.000. Cái tẩu này chiều rất là kéo hết dài luôn, là cỡ khoảng là 34. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 500.000 cho tẩu này nha. Đây là mã số 3. Mã số 4 ngày hôm nay là còn được một cái gạt tàn đồng châu Âu, rất là đẹp. Cái gạt tàn mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, bề ngang là cỡ khoảng là 19 cm, và chiều cao là cỡ khoảng lên tới nóc cỡ khoảng 10 cm, chất liệu bằng đồng, đồng nguyên khối, gạt tàn đồng châu Âu. Đây mình có thể gạt tàn xong mình đậy lại nha. Đây là cái đế ha. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình gạt tàn đồng châu Âu này, có giá giao lưu với cả nhà mình 1 triệu đồng cho mã số 4. Mã số 5 hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cụ cốc 3 chân nha, chất liệu bằng đồng ha, rất là đẹp. Ở dưới đáy này cũng có chuyện luôn nha cả nhà mình nha. Ở trên đây là có hai cái sâu tiền và các chùm sao bắt đầu, trên đây một thêm sừng nữa nè, đang thả tiền ha. Rồi chiều dài là cỡ khoảng là 20, và cân nặng của cụ cốc này rơi vào khoảng là
một ký mốt. Cốc này có giá giao lưu với cả nhà mình là 650.000 nha. Bộ cốc chất liệu đồng ha, đồng bao cả nhà mình chuẩn đồng nha. Tiếp theo mã số 6. Số 6 cũng là một cụ cốc nữa. Mã số 6 hôm nay là cùng một cụ cốc chất liệu bằng đồng nha. Cốc ở dưới đế thì có những cụ cốc con nè, xen kẽ cụ cốc con những thổi vàng nha. Ở đáy này có chuyện luôn ha. Đây, trên này là thổi vàng. Rất là đẹp, ở dưới đáy có chuyện luôn. Cụ này có tổng trọng lượng là khoảng 1 ký 7 và chiều dài là có khoảng là 14 cm, rồi chiều cao là 11 ha. Cụ này có giá giao lưu cả nhà 750.000 nha. Và mã số 7. Số 7 ngày hôm nay là còn được một bộ tượng 12 vị tông đồ bên đạo Thiên Chúa nha. Bộ này nó có cái đế gỗ ở dưới, còn đế đồng ở trên là có đường kính là 31 và chiều cao trên đế đồng là cỡ khoảng là 12, còn cái đế gỗ ở dưới là cỡ khoảng 36. Chất liệu á, trên đây đều bằng đồng hết nha cả nhà ha. 12 vị tông đồ nha. Em quay gần cho cả nhà cùng xem ha. Rất là đẹp, một bộ như thế này nó có tổng trọng lượng là khoảng 3 ký 7 là tính luôn cái đế gỗ này nha cả nhà nha. Bộ này có giá giao lưu cả nhà mình 2,5 triệu nha. 2,5 triệu ha. Đây là mã số số 7. Số 8 là còn một bộ thẻ tiền xưa nha. Một bộ này rất là độc lạ ha, bao gồm 6 cái thẻ tiền xưa. Rất là đáng để sưu tầm. Mở một thẻ từ ngắn từ thấp từ ngắn tới dài nha. 6 thẻ rất là độc lạ. Có tổng trọng lượng là 300 gram. Bộ thẻ tiền xưa này có giá giao lưu cả nhà mình là 600.000 cho một bộ 6 thẻ. Mỗi một thẻ 100.000, trên đây có đều có chạm chữ nha cả nhà nha. Và tiếp theo mã số 9. Mã số 9 hôm nay là còn được một cái ấm rùa rất là độc lạ. Hình ảnh cả nhà đang xem trên đây là có khắc ăn mòn rất là nhiều chữ trên đây nha. Trên đây là con rùa. Đây. Con rùa ha. Ở dưới đáy này cũng có chuyện luôn. Ấm rùa này có tổng trọng lượng là khoảng 700 gram. 700 gram nha. Có chiều dài. Chiều dài là có khoảng là 14 ha và chiều cao là có khoảng 11, chất liệu bằng đồng ha. Đồng. Trên đây có chạm chữ. Rất là đẹp. Và cái ấm rùa này có giá giao lưu với cả nhà mình là 650.000 nha. Và mã số 10 hôm nay đó là một tượng ngựa mã đáo. Đây là một con ngựa mã đáo thành công nha. Đây là một con ngựa chất liệu bằng đồng, có tổng trọng lượng là 1,2 kg, rồi chiều cao là có khoảng là 21 và bề ngang dưới có khoảng 9 cm, còn chiều dài con ngựa là có khoảng là 16 cm. Đây là một con ngựa mã đáo thành công ha. Con ngựa này có giá giao lưu cả nhà 950.000 nha, có tổng trọng lượng là 1,2 kg. Rất là đẹp, ngựa mã đáo thành công, dưới đáy có chuyện luôn nghe cả nhà ha. Và tiếp theo là một mã số 11 này là còn một con tê giác. Ủa, con hà mã rất là độc lạ nha. Con hà mã này tổng trọng lượng là 2,2 kg, chiều dài hà mã là rơi vào khoảng là 19 cm, chiều cao là có khoảng là 9 cm nha. Chất liệu bằng đồng, đồng nguyên khối nguyên con hà mã nha cả nhà nha. Hà mã ít thấy ha, chất liệu bằng đồng cũ nha. Rồi, hà mã này có giá giao lưu với cả nhà mình là một triệu rưỡi cho con hà mã này nha. Nguyên một con hà mã rất là nặng, rất là đáng để sưu tầm ha. Đây là mã số 12. Ủa, đây là mã số 11. 12 hôm nay là còn được 4 con giáp chất liệu bằng đồng thì giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và mỗi một con á là có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 một con. Mỗi một con có chiều dài là có khoảng là 13 nha. Và chiều cao sâu là 10 cm. Mỗi một con rất là đẹp ha. Đó. Hổ này, đây con hổ nè, chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh sáng bóng lại rồi nha cả nhà nha. Mỗi một con thì nó cỡ khoảng trên 1 kg á. Đây là con rồng phun châu, đều đồng giá cả nhà mình là 600.000 một con. Đây là con mèo, đế tất cả đều bằng đồng nha cả nhà mình ha. Rồi đây là con heo, rồi mỗi con có giá giao lưu cả nhà 600.000 nha. Có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là mã số 12. Rồi mã số 13. Hôm nay còn được một sâu lục lạc chất liệu bằng đồng ha, bao gồm có 16 cái lục lạc trên đây, chất liệu bằng đồng xưa nha. Trên đây là nó có mấy cái hộp đây nè, như đây là quả tiết hoa văn rất là độc lạ ha. Dây thì dây da, cái này ngày xưa ta có dùng để đeo lên là yên ngựa hoặc là trên những con voi ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Nguyên một bộ lục lạc đồng này nó có tổng trọng lượng là khoảng 700 gram và có giá giao lưu cả nhà là 850.000 nha cho nguyên một bộ sâu lục lạc ha. Đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 hôm nay là một cái ấm phụng hoàng. Đây là một cái ấm rất là đẹp.
nó được thiết kế là từ những hình những con phụng vàng nó tạo thành cái ống nha cả nhà ha, rất là đáng để sưu tầm nha. Đây đó, đây là những con phụng vàng nha, đưa cái đuôi lên trời đi, ở đáy nó có chuyện luôn ha. Và cái ống phụng vàng này có tổng trọng lượng là khoảng 950 gram, chiều cao là có khoảng là 22, rồi bề ngang là 17 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu cho ống phụng vàng này nha. Tiếp theo mã số 15 là một cái đỉnh sông trầm ếch rất là độc lạ. Đây là một cái đỉnh sông trầm ếch nha, nguyên một cái con ếch rất là to, và ở trên là đỉnh sông trầm nha, có chiều dài là 18 cm, chiều cao là 12, nguyên một cái sông trầm ếch, ở trên là hình ảnh con ếch cả nhà nè, rất là ếch tiền nha. Đây cái miệng con ếch đây, ở dưới đáy này có chuyện luôn, sông trầm ếch nha, rất là độc lạ nha. Đây là cái đuôi nè, đuôi ếch ba chân, cốc ba chân. Rồi, có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Cái sông trầm ếch này được xem là một những cái sông trầm rất là độc lạ. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,3 triệu cho cái sông trầm ếch này nha. Rồi tiếp theo mã số 16 hôm nay là em còn được một cái hồ lô chất liệu vân đồng, có chiều cao là cỡ khoảng là 17, bề ngang là cỡ khoảng là 6 cm, chất liệu vân đồng ha. Trên đây là có chạm chữ nha cả nhà mình nha, ở đáy này có chuyện luôn nè. Cái hồ lô này có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 nha, 600.000 cho cái hồ lô chất liệu vân đồng này ha. Đây là mã số 16. 17 là nguyên một con hổ leo núi. Đây là nãy nguyên một cái con hổ ha, nó đang leo trên một cái vách núi, có chiều cao là có khoảng 20 cm, bề ngang là 17, chất liệu vân đồng, nguyên một con hổ rất là đáng để sưu tầm nghe cả nhà mình ha. Ở trên này nó có chạm chữ nữa, ở dưới đáy có mộc luôn. Nguyên con hổ này có giá giao lưu cả nhà mình là hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu nha cho con hổ này ha, hổ leo núi. Đây là mã số 18. Rồi mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay đang còn được một con gồng bằng đồng nha. Nguyên một con gồng phun trâu, chất liệu bằng đồng ha. Đây, nguyên một con gồng nó đang phun một quả trâu màu đỏ. Ở dưới đáy nó có chuyện luôn nha cả nhà nha. Và có tổng trọng lượng là khoảng 900 g. Rồi chiều cao là 19. Rồi bề ngang là 12, chất liệu vân đồng. Rồi có giá giao lưu với cả nhà là 950.000 nha cho một con gồng này rất là đẹp. Rồi mã số 20. Đây tiếp theo là mã số 20. 20 hôm nay là 2020 hôm nay là còn nguyên một cái con trâu nha cả nhà ha, con trâu chất liệu vân đồng nha. Trâu đang nằm. Có chiều dài là cỡ khoảng là 10, có chiều dài là cỡ khoảng là 17 cm. Bề ngang là 7 cm nha, chất liệu vân đồng ha, đồng nguyên khối luôn nha. Nhưng con trâu dưới đáy có chuyện luôn. Và có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Trâu này có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000 nha cho con trâu ha. Trâu chất liệu vân đồng, mã số 20. Tiếp theo mã số 21. Mã số 21 là em còn có 3 tác phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Mã số 21 là có 3 tác phẩm chất liệu vân đồng rất là đáng để sưu tầm ha. Thứ nhất là nguyên một bộ như thế này. Thứ nhất là một con gồng phun trâu bằng đồng ha, và có chiều dài là có khoảng là 20 và chiều sâu là 10 cm. Rồi chiếc thiền gồng bát tiên ha, và có đường kính là có khoảng là 20 cm, và chiều sâu của chiếc thiền bát tiên này có khoảng là 6 gần 7 cm nha. Bên cạnh đó là có một con cá chép và thả ngọc như ý nữa. Chiều cao là có khoảng là 19, rồi bề ngang là 12. Trọn bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho trọn bộ 3 món này ha. Đây là mã số 21. Rồi 22 là một con cá kim long chất liệu bằng đồng nha, đang vượt đại như ý ha. Chiều dài là có khoảng 26, chiều cao là có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng, trên đây có chạm tiền ha, đang nằm trên cây gậy như ý. Ở đáy có chuyện luôn. Con này có tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg. Có giá giao lưu với cả nhà 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng ha. Và tiếp theo mã số 23. 23 ngày hôm nay là còn được một con hổ hũ tiền. Nguyên một con hổ nó đạp trên một cái hũ tiền rất là đẹp. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg. Chiều cao là 13.
chiều dài là có khoảng 17, chất liệu vàng đồng. Hổ hũ tiền này có giá giao lưu với cả nhà mình 900.000, ở dưới đáy có chuyện luôn nghe cả nhà mình ha. Rất là đẹp nha, bao cả nhà chuẩn đồng, rất là sắc nét. Và 24. 24 là một cái ấm ấm chất liệu vàng đồng. Có chiều cao là 19 cm. Bề ngang là 15 nha, chất liệu vàng đồng ha. Cái ấm này có chạm chữ trên đây rất là độc lạ, trên đây là có hình giống như con sói nè. Và có tổng trọng lượng là khoảng 800 g. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000 cái ấm này nha. Ấm đồng này ha. Và mã số 25. 25 là một cây kèn đồng. Cây kèn đồng có chiều dài là có khoảng là 32. Bề ngang là 11, chất liệu vân đồng. Cây này có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000 ha. Cho một cái cây kèn đồng này nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 300 g. Nguyên cây kèn đồng nha. Và 26. 26 đó là một tượng cô gái Ý. Đó là một cô gái chất liệu vân đồng châu Âu. Hình ảnh nguyên một cô gái Ý chất liệu vân đồng. Có tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Có chiều cao là cỡ khoảng là 32, 31,5 kg. Và bề ngang là cỡ khoảng là 13. Chất liệu vân đồng nha các em nha. Rất là đẹp ha. Cô gái Ý nha. Tượng đồng châu Âu. Tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 ha. Cho một tượng đồng cô gái Ý nha. Và tiếp theo, đôi tình nhân ha. Và đôi cánh thiên thần nha. Đây một đôi tình nhân rất là đẹp. Hình ảnh người nam và nữ ha, đang múa nha. Đây là một trong những tác phẩm rất là đẹp về đôi uyên ương nha. Chiều cao là cỡ khoảng là 18 cm. 16 cm ha. Rồi bề ngang ở dưới đáy là cỡ khoảng là 9 cm. Chiều dài trên là cỡ khoảng là 15, chất liệu vàng đồng. Có tổng trọng lượng là 2,5 kg. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 2,5 triệu nha. Cho tác phẩm đôi tình nhân nha. Chất liệu vàng đồng ha. Đang múa ba lê rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 28. 28 đó là một chú bé thổi kèn. Chất liệu cũng vàng đồng châu Âu luôn nha. Đây là hình ảnh một chú bé ha, đang cầm một cái cây kèn tượng đồng châu Âu. Đang cầm một cái kèn vương cao nha cả nhà mình nha. Và chiều cao là 28 cm. Và bề ngang là 10 cm nha. Hình ảnh chú bé ha. Chú bé đang ngồi ôm gốc cây thổi kèn ha. Cầm một cây kèn rất là to. Có tổng trọng lượng là 5,5 kg. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là cái giá là 2.600.000 nha. Cho tác phẩm này ha. Chú bé thổi kèn nha. Chú bé đang ngồi cầm một cái kèn thổi kèn ha. Rồi mã số 29. 29 của ngày hôm nay là em còn được 3 cái tượng. Rồi, một bộ như thế này có gồm có là hai tượng mẹ ha. Và bên cạnh đó là có một cái cây thánh giá vàng đồng. Có chiều cao là cỡ khoảng là tượng mẹ là có chiều cao là cỡ khoảng là 28. Tượng mẹ chấp ta là 29 cm. Và cái cây thánh giá đồng là cao 30 cm. Một bộ như thế này. Một bộ như thế này có tổng trọng lượng là 4,7 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình nữa. Một bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu ha. Cho một bộ như thế này nha. Tượng chất liệu tất cả đều bằng đồng, một full đồng luôn nha. Đây là mã số 29. Rồi tiếp theo mã số 30. 30 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một tượng Phật Di Lạc. Di Lạc cưỡi trên một con rùa. Rất là to lớn, rất là đẹp. Mặt ông thì cười rất là quan hỷ nha. Ông cười rất là tươi ha. Chất liệu vàng đồng nó được chùi vệ sinh lại và phủ keo nha cả nhà mình nha. Có tổng trọng lượng là 17,5 kg. Đây được xem là một trong những tác phẩm rất là đẹp nha. Di Lạc cưỡi Long Quy. Di Lạc cưỡi Long Quy ha. Có tổng trọng lượng là 17,5 kg nha. Rất là to, rất là cao, rất là đẹp luôn á. Đem đo chiều cao luôn. Chiều cao của ông là rơi vào khoảng là 49. Rồi chiều dài 37. Chất liệu vàng đồng nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái tượng này ha. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình 7,5 triệu nha. 7,5 triệu cho tượng Di Lạc cỡ Long Quy nha. Chất liệu vàng đồng. Và cuối cùng mã số 30 ngày hôm nay. Thì hôm nay là em còn được một cặp bình gốm ha. Một cặp bình gốm Biên Hòa xưa nha. Với một cái tích rất là hay.
gọi là ngư tiều canh mục, coi như là bốn cái nghề ngày xưa của người dân mình ha. Gốm Biên Hòa xưa nha. Men nó gạn theo thời gian rất là đẹp, có chiều cao là 60 cm, có đường kính miệng là 26 và có vòng bụng là 96 ha. Gốm Biên Hòa xưa nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha, ngư tiều canh mục nha. Để em gọi kỹ lại dưới cho cả nhà mình cùng xem những người nông dân ngày xưa nha. Đây giống như là ông này là ông tiều phu đốn củi đây. Và bên đây là lão nông dân đang canh tác ha, đang làm lúa ha, ngư tiều canh mục nha. Đây là một trong những cặp gốm Biên Hòa rất là đẹp, tình trạng là lành tích. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu rưỡi nha. Đây cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Xem được video nhớ giúp em cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.